Bộ đôi kem đặc trị mụn và kem ngăn ngừa mụn Yubi giúp điều trị tận gốc các loại mụn bọc, mụn mủ, mụn đầu đen và mụn trứng cá. Với công thức tiên tiến nhất của phòng lab hàng đầu Hàn Quốc đã nghiên cứu và cho ra đời công thức ngăn ngừa và trị mụn, điều trị thâm, xoa khít lỗ chân lông, làm da trắng sáng và đều màu. Sản phẩm đặc trị mụn Yubi với công thức phức hợp của nhiều thành phần tự nhiên đặc biệt giúp giảm sưng, chống viêm, khử trùng và tiêu mụn. Kết hợp với tiếp sản phẩm ngăn ngừa mụn Yubi giúp trị thâm, không cho mụn xuất hiện trở lại, làm da trắng sáng và xoa khít lỗ chân lông. Lấy một lượng kem đặc trị mụn Yubi vừa đủ, chấm trực tiếp lên nốt mụn. Xoa nhẹ chất kem quanh vùng mụn để kem thẩm thấu sâu vào vùng da có mụn. Lưu ý nên sử dụng kem Yubi vào buổi tối để đạt được hiệu quả tốt nhất. Để có làn da mịn màng hoàn hảo, bạn nên dùng sản phẩm ngăn ngừa mụn Yubi mỗi ngày. Lấy một lượng kem ngăn ngừa mụn Yubi vừa đủ, sau đó chấm đều 5 điểm trên da mặt và massage nhẹ nhàng. Vỗ nhẹ cho kem thẩm thấu vào da. Khi sử dụng sản phẩm, bạn sẽ cảm thấy thật sự thư thái và sảng khoái với hương thơm nhẹ dịu đặc trưng của thảo dược thiên nhiên từ Hàn Quốc. Hãy khám phá sự kỳ diệu mà bộ đôi kem đặc trị mụn và kem ngăn ngừa mụn trị thâm Yubi mang lại cho làn da bạn.